ngày phải đi tự giá, nhiều khi có bữa đi 30 cây tự con đi đó, có nhiều khi có nhiều bữa con đi 30 cây. Phép ngồi đây với sư. Có nhiều bữa thì con đi 30 cây, thì nhiều bữa đi 10 cây, 5 cây, 7 cây cũng có. Nhiều bữa tùy theo bữa. Dạ cô chú anh chị ơi, thì bữa nay cũng là ngày 29, cũng sắp sửa cuối tháng. Thì giờ này cũng gần 4 giờ. Thì nay cũng buổi chiều hai thầy trò cũng ngồi tâm sự. Thì mấy bữa nay sư, từ bữa mà con về tới giờ chắc cũng 5-6 ngày sư, chắc cũng cỡ đó ha. Dạ con thì con không tính ngày nữa, nhưng mà chắc chắc cỡ đó, cỡ tuần á, cả tuần. Thì nhưng mà hôm qua Trần Nam mới đăng cái video mà cách đây có tuần, là bữa mà ngồi ở nghĩa địa, thì ngày hôm qua Nam mới đăng đó, đăng thì cô chú anh chị cũng kêu mới nha, mà có rất là nhiều cô chú anh chị cũng có bình luận kêu mới suy nghĩ về sư Minh Không, thì Trần Nam lại gặp được sư Minh Không và đăng video. Nhưng mà thực tế là video đó cách đây cả tuần rồi cô chú anh chị, Nam mới đăng cái video đó. Sư, hôm bữa con vô trong trọng đó, sư ngủ trong đó, sư thấy gì, thấy gì không? Ở trong cái chỗ mà đó đó hả? Dạ, cái chỗ cái đó kia bằng cái giống như là cái chỗ từ đường, như có mà chú thấy trong đó lực mạnh không? Con thấy vô là con bị ớn lạnh á. Đã con nói trong đó lực mạnh rồi, thì con vô đó thì mình ngủ trong đó ngon á chứ. Ngon con không có nói dối, nhưng mà con thì ngủ yên giấc thế. Chứ con thấy vô là thấy bài vị mà hình như là cũng mấy chục bài vị á. Nằm ngoài hàng trăm. Dạ, thấy nhiều lắm. Không dưới 100, tại vì ở cái bên đây với bên kia hai bên. Nhưng mà mình cũng không nói chính xác là chỗ nào, tại vì mình cũng nhờ mình xin vô đó. Con thì con chú đi rồi thì con cũng rót nước, rót đầu rồi con cũng ấy đồ đó, rửa chung con cũng rót nước vậy. Con cũng làm bổn phận của con thì con. Vậy là bữa đó là khi mà con vô con thắp nhang con xin xong. Con về là sư, lúc mà sư vô sư cũng vẫn có xin. Còn mình con thì con phải xin. Con xin rồi con mới rửa mấy cái chung đó. Con rót miếng nước rồi con để cho nước đó rồi. Như thế là mình cứ nghỉ ngơi. Thật sự mà cái chỗ mà mình gọi nôm na là kêu bằng cái chỗ từ đường đi, tại vì mình cũng không biết như thế nào. Chung trong cái khu nghĩa địa đó của chị thì có một cái nhà mà để mà thờ các bài vị trong đó, rất là nhiều cái bài vị trong đó. Khi mà Nam bước vào trong đó, chung là thấy mình tự nhiên mình thấy nó riêng bản thân Nam là không có sợ ma nha, nhưng mà đi vào đó rồi là thấy nó hơi bị ớn ớn, là kiểu như nổi da gà. Tại vì cái trong đó nó thấy nó cao quá. Khi mà mình kiểu như người bình thường bước vô nó bị lạnh như sống. Rồi bữa đó về kêu không biết tối đêm đó sư vô trong đó ngủ không biết có gặp ai không biết. Cái thật ra con mấy tháng nay con đi như vậy đó, thì con ngủ chỗ nào cái con cũng ghé, như con kiểu ngủ mình vậy quen luôn rồi. Giờ thì không có gì cả. Mấy bữa nào mà thí dụ mà con có cũng có mình nói mới ban đầu thì nó cũng có ớn ớn thiệt. Nhưng mà từ từ cái mình cũng quen. Nói chung là thì cứ nghĩ một điều đi, thì những gì đó thì cũng là con mình coi như là chú bác của mình đi. Mình giờ cũng mới có học tập, mình không có là gì cả. Mình cũng là con cháu của họ bình thường thôi. Thì con cháu thì họ coi mình con cháu, chắc họ cũng thương mình thôi. Thì mình cứ lo cái công việc của mình học tập thì mình làm cái gì, mình thường ngày mình làm như thế nào, mình rảnh rỗi thì mình may y hay là mình nghe cái kinh sách á. Thì mình rảnh rỗi thì mình học tập cái việc của mình cứ lo tập trung vào cái việc học tập của mình. Mình đừng có suy nghĩ những cái này cái kia để cho tâm mình nó nhát mình. Thì như con cứ suy nghĩ như vậy là được. Trước khi mà sư mà phát nguyện đi theo hạnh á, thì sư có từng sợ ma không? Hồi lúc nhỏ, lúc còn như mình còn người đời á. Lúc nhỏ con không sợ, nhưng mà trở lớn á
lúc lớn con sợ, con sợ con xong cái từ từ cái con học tập theo cái hành này thì con không còn sợ nữa. Và lúc mà sư còn người đời là sư có lần nào mà mình gặp những cái trường hợp ví dụ như là bị nhát hay bị đè không? Cái bị đè cái việc đó thì con không biết như thế nào, nhưng mà cái vấn đề con không biết phải đè là cái gì, nhưng mà bị đè là cái gì, còn đè là cái gì. Nhưng mà cái vấn đề đó con cũng không dám nói chung. Nhưng mà con chỉ có thể nói riêng là một mình con á. Và bản thân con hồi lúc trước á, khi mà con mà lúc con đi biển rồi á, hay là lúc con về nhà lâu lâu cái con cái lâu lâu cái mình ngủ, cái tự nhiên cái cảm thấy mình nhúc nhích không được. Mình muốn giải lên không được, mà mình mở mắt mình nhìn nó thì được. Mình nhìn xung quanh thì mình thấy xung quanh được, nhưng mà mình nhúc nhích mình tung không được. Thì cái đó thì mơ hay là mớ hay là cái gì thì con không biết, nhưng mà hình như ai cũng có trường hợp đó. Trường hợp đó thì có người có người không, hay con cũng có nghe nhiều người kể cũng giống. Nhưng mà con không biết cái đó phải là bị cái gì không thì con không biết. Nhưng mà từ hồi con học tập tới giờ thì con nghỉ ngơi rất là ngon lành, không có còn vấn đề những vấn đề đó nữa. À, trước đây thì con đã từng bị, mà con là một người là không sợ nha. Đó, mà kể cả ví dụ như có từng con nói ấy mà cá độ luôn, cái người mà mới mở cửa mã xong. Cá độ là đi vào đó ngủ tới sáng ra. Con từng vào đó ngủ luôn, mà cái người đó là nhiều người nói là gắt linh ở dưới quê con. Đó, mà con cũng dẫn vô đó con nằm ngủ tới sáng. Ngủ. Con nói sự thực tế nha. Khi mà hai cái mộ á, mộ đá á, song song như nè, cái lằn giữa á, nằm rất là ấm, ấm kinh khủng luôn. Đó, nhưng mà không sợ, dẫn vô bình thường, nhưng mà có thời gian mà con ra bình thường á, thì bữa đó là con lúc đó làm bên giống thủy sản, thì con ngủ với cái trại đó con chật để xuất hàng đi á, thì con nằm trên cái giống đó con bị đè. À, giống như là con nói khi mà con dùng dãy mà khi mà sức ra được á thì là mình sức mồ hôi, là nói chung là cơ thể mình giống là bủng củng tay chân vậy. Rồi xong rồi cái con mấy chửi chữ thề đó, thì trên video này Nam không nhắc nhưng mà có chữ thề chửi tới cái người mà đè mình, cái con mới nói kêu rồi vậy. Mình nói trong cái kiểu quạo nha quý vị, là cũng dùng những từ tục tiểu, kêu á tôi ngủ đây không có làm gì đâu, không có những cái từ tục tiểu, tại mình tánh con cũng hơi ngang cũng không có tin. Thì khi mà con chửi như vậy á thì cái anh chủ chạy đó anh mới giật mình, anh hỏi ủa mày làm gì á, kêu nãy em mới nằm thiêu thiểu chút xíu rồi nó chơi nó mắc dạy, nó đè em, nó phá em, nó không cho em ngủ. Đó thì ổng mới hỏi mày ngủ như thế nào, cái tại vì một cái đầu võng thì vô cái cửa trại, một cái đầu võng thì vô cái nhà vệ sinh. Thì cái con mới nói là cái giò của em á thì đưa vô cái nhà vệ sinh, cái đầu vô cái đầu võng, cái đầu cửa ấy. Thì ông mới nói kêu á phải rồi, cái giò mày đó lè cái đầu người ta chỗ đó là ngày trước là có một người nằm ở đó, giống như mình đè lên cái đầu họ không chịu. Thì là đó là lần đầu tiên cuộc đời con cho tới bây giờ luôn. Cái mà những cái đó thì con không biết sao để chia sẻ. Nhưng mà riêng con á thì tất cả là do ý làm chủ hết. Ví dụ mình bước vô đó cái tâm mình như thế nào, tâm là cái tâm ý đó. Thì tâm ý mình như thế nào thì bắt đầu mình nhận là như thế thôi. Tâm ý của mình đối với mà cái ý thanh tịnh rồi đó thì nói hành động gì thì an lạc tự nhiên nó bước theo sau mình. Cái đó trong kinh Pháp Cú đó. Còn mà đối với mà tâm ý bất tịnh rồi á thì mình nói hay hành động gì á, thì khổ thì cái sầu não nó quằn mình. Thì cũng như trong đó mình vô trong đó thì mình cứ hồi nãy con chia sẻ là con nói mình cứ lo cái công việc của mình. Nhưng mà mình phải tôn trọng đây chính là mình tôn trọng cái tâm thức của mình. Chứ mà mình không có quý trọng những cái đó, mình quý hay không là nó khởi lên từ tâm mình nhận trước à. Ví dụ như chú thấy ở như vô trong đó chú sợ. Chú sợ nhưng mà cái sợ nó đâu có trước mặt chú đâu. Mình cứ suy nghĩ thôi. Là do cái suy nghĩ của mình, tất cả là mình nhận ở trong mình nhận trước hết. Thì cho nên thì quan trọng mình làm sao cho mình thần phục cái tâm mình cho nó ổn định trước. Cái tâm mình nó nghe lời mình đó. Nó đừng có chạy kêu là tâm mình đừng có phóng kêu là trong
kinh cũng có nói là tâm quan vu đó. Dạ. Mình đừng có đi tùm lum, mình đừng có để cho nó tùm lum. Nhiều khi chú ngồi một ngày, nếu mà chú suy nghĩ, nhiều khi mình suy nghĩ cái gì trong ngày hôm nay, mình suy nghĩ cái gì từ sáng tới chiều, có hàng ngàn suy nghĩ, nó cứ hết cái suy nghĩ cái này mình suy nghĩ tới cái kia, hết suy nghĩ cái kia tới suy nghĩ tới cái ngọ, hết suy nghĩ cái nọ tới suy nghĩ nhiều vấn đề khác. Dạ. Mà mình cứ suy nghĩ như thế không mà mình nhiều khi mình suy nghĩ cái có lợi có, cái không có lợi có. Dạ. Cái bất lợi có, mà cái tốt có, cái xấu có, mà cái còn xấu còn dữ hơn cái xấu nữa. Mình suy nghĩ những cái điều đủ thứ á. Dạ. Nên thì trong một ngày, nếu mà mình quan trọng thì mình biết cái suy nghĩ của mình, trong một ngày đó mình suy nghĩ như thế nào, mình hiểu rõ cái tâm của mình thần phục đó, mình không để cho nó suy nghĩ tứ lung tung. Mỗi lần ví dụ như chú suy nghĩ tới cái vấn đề không tốt đi, thì thật ra chú cũng đâu có vui. Dạ. Thì cho nên như vậy đó, mà mình hiểu được như thế rồi mình tán bỏ nó liền, nó đột nhập vô mình thì mình cho nó đi chỗ khác, mình không có suy nghĩ đến những cái vấn đề tế nhị nữa, mình cứ suy nghĩ những cái vấn đề nào mà có thể giúp ích. Ví dụ như con và chú nói chuyện, những câu ở đây mình có thể mà nói những cái chuyện nào cho nó nghe nó giúp ích được. Yeah. Mà là mình suy nghĩ, mình nói những cái điều nào mà cho nó nghe nó thuận lợi cái câu nói của mình thì mình nói được. Còn mà như mình suy nghĩ mà mình nói những cái lời mà không thuận lợi á, thì yeah, những cái đó nó đâu có đột nhập được. Yeah. Đó là ý thanh tịnh. Ý thanh tịnh thì mình sẽ kìm được cái đó. Còn mà mình để cho cái suy nghĩ nó làm chủ á, mình để cho mà cái ý bất tịnh nó làm chủ, mình lúc đó mình nói lung tung beng. Yeah. Nhiều khi mình nói xong rồi người ta nhắc mình, ta nói mình nói bậy rồi đó. Yeah. Mình mới chợt nhớ lại câu nói đó thì ra mình có nói. Chứ lúc mình nói mình thật ra mình đâu có biết mình sai. Nếu mà mình biết mình sai thì đâu có khi nào mình nói. Yeah. Đúng không? Ai cũng muốn mình đúng, ai cũng muốn mình tốt đẹp. Ai cũng muốn mình được nhìn thấy sắc đẹp, ai cũng muốn mình được nghe âm thanh dịu dàng, ai cũng muốn mình được ngửi cái hương tốt, và ai cũng muốn mình được nếm vị ngon. Yeah. Và ai cũng muốn mình được sờ những cái thứ im ái, và ai cũng muốn mình cái gì cũng theo ý mình. Yeah. Thì cái đó là trong sáu căn con ấy đó, thì tất cả là nó như thế thôi. Thì quan trọng là do cái ý của mình, cái ý yeah của mình, cứ mà mình nhắm mình an lạc, mình cứ thần phục mấy trước, mình yeah hiểu mình hiểu rồi mình suy nghĩ cái gì thì như vậy thôi. Bữa đó Nam khi mà trò chuyện với sư cũng đâu 5 giờ mấy thôi quý chị, khi mà mình bước đi ra về á, xong rồi thấy sư một mình trong đó, thấy nó yeah thấy thương thương sao á cả nhà. Yeah. Khi mà cô chú anh chị có thể chưa có cảm nhận được cái vấn đề, tại cô chú anh chị mình xem trên những video thì nó không có cảm nhận bằng thực tế khi mà ngọc mình ở đó. Nhưng mà cô chú anh chị mình cũng ai cũng nói về sư Minh Không á, thật sự đó rất là nhiều cô chú anh chị rất là thương, qua những cái bình luận trong những video của sư Minh Không á, thật sự Nam cảm nhận một điều là cô chú anh chị mình rất là quan tâm về sư Minh Không. Thứ nhất là một mình sư Minh Không vẫn hàng ngày kiên định đi bộ hành, đi khắc thực, rồi đêm nay nghỉ ở đây, đêm mai nghỉ chỗ khác. Sư thì không còn cố định một chỗ, thì sư ở có thể 2-3 hôm bắt đầu sư di chuyển địa điểm khác. Bây giờ sư không còn chỗ nào gọi là cốc hết của gì, tất cả nhà hoang hay là nghĩa địa đều là cốc của sư hết. Đó. Cho nên khi mà Nam mà đi về rồi nhìn lại thấy sư một mình ở cái khu nghĩa địa đó, thật sự nó cũng trống vắng lắm, nhưng mà mình cũng không thể nào thay đổi được cái gì hết, tại vì đó là cái hạnh của sư đang đi, nên nó là nó cũng phải có rất là gian nan, rất là vất vả. Nhưng mà trong từ lúc mà từ ngày 3 tháng 6 cho tới bây giờ, hình như là sư Minh Không là chưa bao giờ bước chân lên xe, đúng không sư? Dạ chưa. Không, con có mà đi lên xe lúc về á. À đúng rồi. Dạ, thì lên... từ lên xe lúc về thôi. Dạ, lên xe. Còn mà về, khi mà về địa phương rồi là sư hình như là theo Nam biết là chưa bao giờ bước chân lên xe. Và y thì luôn cũng vẫn nguyên dạng. Đó, không bị mất y. Dạ. Có bình bát rồi có đổi thôi. Có là sư huynh đệ nhau đổi thôi. Dạ. À, khi mà sư về tới đây rồi là cái bình bát này là cái bình bát thứ mấy vậy sư? Bình bát thứ hai à. Thứ hai. Cái thứ ba chứ. Dạ. Tại vì mới ban đầu là con đổi, mới ban đầu là mợ ở trước cửa nhà đó. Dạ. Là gieo duyên cho con một cái. Dạ.
rồi sau khúc sau đó là má Năm đó, dạ. Má Năm đổi với con cái, dạ. Rồi thúc... sau rồi cái đó, dạ. Thì huynh đệ ở trên ở ngoài ngoại đó, như là vô sư huynh Minh Tâm Minh Thành vậy đó, không? Sư huynh Minh Tâm, dạ. Thì đổi với con cái đó, dạ. Là chỉ là nói chung là bác với y là vẫn nguyên vẹn nguyên, nói chung là dạ. Một điều rất là cảm phục về cái ý chí của sư Minh Không. Và tại con cũng đi không có xa nhiều lắm, với phần con đi con nhắm tới đó không ổn cái con quẹo lại, con quẹo lại bắt đầu cái con quan trọng mình có chỗ mình đi vòng vòng mình khắc thực rồi mình học tập vậy đó, yeah. Thì con nhắm chỗ đó không ổn cái con quẹo lại, cứ không ổn cái con quẹo lại vậy đó rồi không có gì hết. Còn sư Minh Dược đó thì Nam cũng gặp hình như là mấy lần này cô chú anh chị. Mấy lần gặp sư Minh Dược mà có một hai lần là Nam không có quay. Tính ra cũng 4-5 lần thì phải á, nhưng mà quay thì có một hai lần thôi, một hai ba video thôi. Có một cái video sau này là cái video đó là không phải Nam quay, là của cái bạn kia cho. Đó thì sư Minh Dược thì tất cả cô chú anh chị mình cũng đã biết rất là tinh tấn và kiên định lắm. Và có sư tu tập chung với sư Minh Dược là sư Thanh Tịnh. Sư Thanh Tịnh mai y con nói sư hơi bị đỉnh luôn, đường yeah. Kim. Mai giống như là cái đường mà mai dắt sổ mình á. Mai đi mai lại là chung là cái đường kim đó là mai liền luôn. Yeah. Mai y nè, mai túi nè. Chung là nhìn khó biết lắm. Và mấy sư bây giờ trên đó như là sư Minh Kiên, sư Thanh Tịnh, rồi sư Minh Dược, rồi như mấy bữa nay là có mấy sư mới, yeah. Thì mấy sư đó đi theo sư Minh Dược thì sư biết phải kiên định mới đi được, yeah. Còn nếu không kiên định là đi theo sư Minh Dược thì không được đâu. Sư Minh Dược là sư Chân Trí nè đó, rồi Đại Đức Minh Tạng nè, sư Chí Hải đó, và sư Minh Sáng thì đi theo Đại Đức Minh Tạng thì từ lúc đầu tới giờ, yeah. Đó. Mấy sư đó chung giờ rất là tinh tấn. Con cũng chúc những sư huynh đệ cũng sức khỏe, học tập tốt đẹp. Thì quan trọng thì con cũng chia sẻ rồi đó, yeah. Thì giờ cái giọt nước thì cái giọt nước trong bây giờ đem dời đi đâu đi chăng nữa, bỏ nó chỗ nào đi chăng nữa thì cũng mãi mãi là giọt nước, nó không có thay đổi được. Yeah. Thì học tập như thế nào cho mà mình y như giọt nước trong mát vậy đó, mình có thể ấy chú Nam, yeah. Thì con cũng mong điều đó, thì huynh đệ cho dù cách xa hay là gần gì đi chăng nữa, nhưng mà mình cái tâm của mình đều hướng về một chỗ, mình đứng ở nhiều ngọn núi khác nhau hay là mình đứng ở thung lũng đi chăng nữa thì ánh sáng vẫn rọi xuống tới, yeah. Giờ và mình cũng vẫn có thể thấy được mặt trăng hay là ánh bình minh lên đó, thì mình vẫn có thể nhìn chung về một hướng. Ví dụ như chiều hôm nay bình minh buổi mặt trời lặn buổi chiều thì mấy huynh đệ ở quải nhìn vào mặt trời lặn thì cũng đang thấy con cũng nhìn vào đó, thì nó cũng, yeah. Như thế thôi, nó quan trọng là cái sự mà ấy của mình, yeah. Yeah. Từ bữa giờ sư có ai gieo duyên nói chuyện gọi sư tự do lần nào nữa không sư, hay là từ, yeah. Hồi đặt rồi tới giờ? Dạ không, con chỉ có nói một lần đó, yeah. Yeah. Hôm bữa nói lâu không? Có 2-3 phút à, yeah. Chắc vui dữ ngay sư, dạ, yeah. Sư tự do chắc nói chuyện sư xong chắc cười suốt quá. Dạ, sư huynh bữa nay có tóc rồi. Dạ. Dạ, sư huynh cũng học tập như thế thì con nói chung là con kết nghĩa với huynh đệ không phải là gì cái gì cả, gì sự mong cầu hay gì cả, nhưng con dám khẳng định là cái lúc mà con ngồi kết nghĩa đó, huynh đệ đó từng câu và từng chữ mà đối với con, những cái câu chữ đó là xuất phát từ tấm lòng, từ, yeah. Cái mà con coi sư huynh như một người anh và một cái tấm lòng quý mến của mình á, yeah. Chứ ở trong cái kết nghĩa đó không có một sự mong cầu hay là mình hy vọng hay là mình trông đợi vào sư huynh một cái gì cả, yeah. Cái đó là một cái tấm lòng thật sự khi mà con kết nghĩa. Mà con cũng không hiểu nha, hay là giữa sư với sư tự do có một cái tương thông nào đó, chứ trong cái tăng đoàn đặc đó rất, yeah. Là đông người mà tại, yeah. Sao mà lại cuối cùng mà sư với sư tự do rất hợp nhau.
Sư huynh dạ. Đại con thì tự do ngủ chung cái bên đó dạ. Thì bữa lúc nào cũng vậy thì sư huynh thì đem cái tấm manh hơi bự dạ. Còn con thì con cũng có tấm manh nhưng mà tấm manh con thì nhỏ con cắt lại dạ. Thì mấy bữa nào sư huynh dò đau thì con thì lại con chảy manh dạ. Thì con dò đau thì sư huynh chảy manh, huynh đệ nương tựa nhau dạ. Vậy đó thì hai huynh đệ có cái tấm manh bự lắm dạ. Mỗi lần chảy tấm manh nó ra là con nói cầu mấy mét vuông luôn á là bắt đầu hai huynh đệ cứ nói à có huynh đệ nào ngồi thì họ cứ ngồi dạ. Thì mình cứ kêu họ lại ngồi hay là mình cũng quan hỷ để nói chuyện cho nó khoai khỏa vậy đó. Thì lúc đó thì đối với con thì cũng rất là hạnh phúc mà tự do sư huynh á có một cái thì rất là mến mấy huynh đệ khác dạ. Tự do sư huynh gặp huynh đệ nào cũng kêu á cũng kêu ngồi xuống đặng mà cũng như là mình vừa may y thì lúc đó chỉ may y thường dạ. Mình có thể may y hoặc là mấy huynh đệ khi dò đau là khi mà họ dò họ đau là họ chỉ vừa nghỉ mệt là họ muốn kiếm chỗ họ ngồi liền cho nên thấy họ dò đau vậy đó mình kêu họ ngồi nghỉ thì dạ. Con thấy sư huynh hoạt bát gì vấn đề đó. À, cái trong cái đợt mà đợt đi đó đó sư yeah. À, cái khoảnh khắc nào mà sư mà khó quên nhất? Cái khoảnh khắc khó quên hả? Yeah. Khoảnh khắc khó quên là những khoảnh khắc mà con mới ra đó yeah. Tại vì hồi trước con cũng có ăn chay yeah. Nhưng mà lâu lâu con ăn lần hoặc là lâu lâu có ăn được 2-3 bữa rồi con ngưng rồi con ăn mặn tiếp yeah. Nhưng mà mới ra xong mà con thò thật như con dùng đồ ăn xong mà tự nhiên con thèm rau muống, con thèm đồ xào quá dạ. Cái con mới nói với thầy á dạ. Con nói vậy rồi bắt đầu cái con thèm đồ xào quá, xong mới ra con cứ thèm đồ xào rồi con mới cứ xin cô chú cái đồ xào á dạ. Để mình dùng rồi con nói như vậy bắt đầu cái sáng ngày nguyên cái vàng huynh đệ tàn ăn đồ xào không thì con mới ngẫm nghĩ con nói cha mình nói có một câu vậy là huynh đệ sáng ngày ăn đồ xào chung với mình thì con nhớ tới những cái khúc đó con thấy nó hạnh phúc cũng như là nhưng mà nhờ vậy huynh đệ nhiều khi mấy huynh đệ cũng ăn đồ xào nhưng mà nhiều người họ ăn họ nhiều khi họ cảm thấy ưa khẩu vị hơn á nhưng dạ. Mà con nghĩ tất cả ai cũng đều hạnh phúc vì cái bữa ăn đó cả dạ, tính ra cái người phát tâm đó cũng được đó dạ thì cũng như là mình xin đó dạ. Bắt đầu mình cái lúc đó là tại con á huynh đệ mấy huynh đệ khác không có ai xin cả dạ. Tại có mình con xin con đòi hỏi à con xin tại vì con mình biết sao mình xin vậy mà thì dạ. Mình thấy mình thèm thì mình xin cái con nói à con chưa gì hết chiều vừa nghỉ mệt giờ là con đói rồi đó yeah. Giờ là con đói con thèm tùm lum á con gặp cái gì con cũng thèm mà con gặp cái gì con cũng nhìn á cái yeah. Gì ăn được mà đồ chay là con thèm con nhìn à con nhìn tứ lung tung luôn rồi con đi ngang mấy chỗ mà nướng đồ thơm quá con cũng chịu không nổi yeah. Con thèm quá rồi cho nên con mới như vậy đó mà mới thì nó sốt ruột yeah. Cái chiều này sốt ruột chưa có quen dạ yeah. Kể cả giống như bản thân con à những lúc mà bệnh mà mình cử á dạ đó cho nên mình nhìn cái những cái món ăn đó mình thèm cực kỳ thèm luôn nhưng mà khi mà cái mình từ từ hết bệnh rồi bắt đầu nó trở lại bình thường nó cũng không còn thèm nữa dạ. Nhưng mà đối với những sư mà ăn một bữa đó mà trong khi từ đó giờ ví dụ như có nhiều sư từ đó giờ chưa ăn chay bao giờ đó nhưng mà dẫn đi ăn một cử và ăn chay luôn có một điều rất là con thật sự rất là khó yeah. Nội cái vấn đề ăn chay nó đã khó rồi huống chi là đi bộ hành có nhiều người cũng hỏi về vấn đề chay mặn nhưng yeah. Mà con thật ra ăn chay là cũng do cái việc mình học tập yeah. Chứ ông bà của mình thì nhiều đời nhiều kiếp cũng có người ăn chay cũng có người ăn mặn cũng đầy đủ hết yeah. Nhưng mà cũng nhờ vào những người ăn chay những người ăn mặn ông bà của mình đó yeah. Mới có sức khỏe rồi là mới nuôi nấng ra mẹ mình hay là cha mình rồi mình mới có được thân thể hôm nay mình mới tu học thì tất cả nguồn gốc thì mình cũng đều hòa chung với nhau cả yeah. Không gì mà đúng cũng không gì mà sai không gì tốt cũng không gì xấu cả mọi việc nó cứ bình như vậy đó yeah. Thì đối với con là mọi thứ như vậy nhưng mà những vấn đề chú thấy con nói có nhiều khi con nói không phải là con nói à cái người đó đúng hay là cái người đó sai hay là cái người đó tốt hay là người đó xấu gì hết đó. Con nói là con nói bản thân của mình yeah. Ví dụ như có những hồi lúc trước con chia sẻ là con nói là bản thân của con là con nói là con nói riêng chứ con không có nói chung riêng yeah. Mình con á là thí dụ bản thân của con thấy à mình sao mà mình còn sân si mình cứ mà ghét người này ghét người kia để mình không bỏ được những cái đó hay là mình
còn những cái mà ấy á, yeah. thì con lấy những cái xấu của mình ra để con chia sẻ với mọi người, để mọi người xem là cái xấu đó con có thể bỏ được không, và con bỏ bằng cách nào, yeah. và thí dụ con bỏ được thì người ta muốn thử cái cách đó thì người ta thử, còn người ta không muốn thử thì thôi. Yeah. Cũng như là con chia sẻ, con thử là con bỏ cái những cái xấu của con bằng cái cách nào đó, yeah. thì người ta thấy tốt thì người ta có thể thử cái cách đó thì người ta thử. Nhưng mà con cũng ráng tìm cái cách đó để con bỏ đi những cái mà tham đắm của mình đó, yeah. những cái mơ ảo của mình, thì con ráng con học tập theo cái hạnh nguyện của con. Thì những cái vấn đề con nói là nhiều khi con nói ở những cái cây cảnh để con đem vô con nói, chứ con không có nói chung hay là nói riêng ai hết, yeah. tại vì không có ai đúng cũng không có ai sai đâu. Người đó họ chửi mình vô nhân duyên á, yeah. họ mới chửi đó. Nếu không có mình có mặt thì họ đâu có chửi, yeah. nếu mình không có ở đó thì họ lấy cớ gì đâu họ chửi, yeah. nhân duyên có nghĩa là duyên là nhờ có mình ở đó thì mình là cái duyên của họ, yeah, để họ chửi họ thì giống như là mình, yeah. trả nghiệp cho họ, dạ, yeah, đúng rồi. Cho nên thì tất cả đều do duyên cả, 12 nhân duyên tất cả đều do duyên. Nếu mà không có duyên thì không có mình ở đó thì họ không bao giờ họ chửi được đâu, yeah. họ chửi mình thì có mình họ mới chửi, là cái đó là cái duyên đó. Cho nên thì tất cả thì cũng không có gì đúng, cũng không có gì sai. Cho nên thì con nhưng mà mọi thứ trên đời này đều có sắp đặt sẵn hết rồi, dạ, yeah. yeah. cho dù mình có tránh né cỡ nào cỡ nó cũng không có được. Nó giống như cái nghiệp mình phải trả là mình phải trả, yeah. nó là như vậy. Thì cục, theo con nghĩ là như vậy. Cục đất nhô giữa nắng hạn đó chú Nam, yeah. cục đất nhô lên giữa nắng hạn, cục đất cho rằng cục đất mãi mãi không tan, yeah. nhưng mà đất đâu ngờ khi đến một thời gian nào đó trời mưa rồi cục đất nó tan đi đó, yeah. thì đất đó lại trở về dưới đất, thì cục đất mới biết rằng à thì ra bản chất của ta là đất, yeah. cho nên ta về lại dưới đất thì thân thể của chú và con hay là mọi người cũng như nhau thôi, mình đồng một thể tính á, yeah. thì sau này mình đều như nhau cả, mình cũng về dưới đất, yeah. cũng về trả lại nhân duyên, cũng có gì đâu sinh mà sợ mất, yeah. mình cũng bản chất của mình thì mình nhờ vào cái gì đó để mình hiện hữu thì mình mất đi mình trả lại thôi, yeah. những cái điều đó thì ai cũng biết hết á. Những đứa bé nhỏ đi học còn biết mà, thì nói chung những cái này rất là dễ thôi. Con không phải là con nói chung hay là nói riêng, nhưng mà con nói về cái cảm nhận của con, yeah. cái không phải là con chỉ hay là con tỏ bài một cái gì hết, nhưng mà con nói cái này là cái cảm nhận của con chia sẻ, yeah. cũng như con chia sẻ cái cảm nhận của con, và thí dụ cô chú nghe thì thấy nó có thể là đúng hay là sai hay là tốt hay là này kia vậy thôi. Ồ, sư bữa nay là về đây là bữa thứ mấy rồi? Con mới ghé lại đây. À mới. Dạ, mà hồi lúc chưa xế chưa. À. Bữa nay sư đi xa không? Đi nhiều không? Không, bữa nay con đi chừng 1-2 cây số thôi. Dạ. dạ, có mấy bữa con cũng đi xa nhưng mà có bữa vậy đó. Dạ. Tại bữa nay cũng là tới đáng lý bữa nay là 29 hay là tới lúc 29 14 và 29 15 là mấy lúc đó là nửa tháng đó, yeah. nửa tháng là con hay cho mình mát, yeah. hay cho mình mát chút xíu vậy là con rửa mình á, yeah. cho nên thì mấy ngày này nhưng mà bữa nay con trời không có nắng cho nên con chắc để ngày mai, yeah. ngày mai 30 thì con ấy. Trong những ngày vừa qua thì sư đi bộ hành thì cũng vẫn tốt đẹp hết sư. Dạ, yeah, con đi bộ hành thì vẫn tốt đẹp, con nói chung thì cái việc học tập của con á. Yeah. Nếu mà mình không có bây giờ không có nói được cái gì hết cả, yeah. mình nói là không có được. Nếu mà mình nói thì mình mãi mãi mình học cũng không có tiến bộ nữa, yeah. cho nên những cái điều đó như con nói hồi nãy con nói chú Nam đó, yeah. mình làm như thế nào mà người ta nói mình yeah. lúc đó mình phan hay giận đó, mình suy nghĩ kỹ lại cái việc đó đi. Mình phan hay để cho cái nóng giận, khi mà mình giận cái điều đó rồi mình không có làm chủ được bản thân mình, yeah. mình quên hết ráo rồi. Nhưng mà mình khi mà mình làm chủ được cái nóng đó họ nói mà mình suy nghĩ lại, mình nói thì ra có bạn mạng mình ở đây, họ mới nói, họ có cớ họ mới nói vậy thôi. Ngày hôm nay họ nói thì ngày mai mình có thể né họ, hoặc là mình có thể mà hạn chế mà mình gặp họ thì như thế thì thôi, từ từ họ cũng sẽ quên thôi. Dạ, cho nên thì con học tập như thế này không có cái việc gì mà mình phải hờn trách hay là cái này cái kia. Mình càng trách thì mình càng buồn á, mình càng buồn thì mình sẽ không có đạt cái tiến bộ được. Cho nên cái gì cũng vậy, mình cứ bỏ cho qua hết. Nhưng mà tất cả thì mình phải cầu mong cho mọi người hạnh phúc, yeah. Nếu mình không có cái tâm đó thì mình sẽ không có tu được. Mình phải có cái tâm đó trước. Cái tâm đó là cũng y như là
cũng như là mình hòa chung với gió vậy đó. Yeah. Khi mà mọi người nóng nực rồi thì gió có thể thổi mát, làm cho mọi người cảm thấy mà dễ chịu á, làm cho mọi người cảm thấy khi mà họ nóng á, yeah, khi mà trời nắng nóng thì làm cho người ta dễ sân, nhưng mà gió thổi rồi làm cho họ mát thì họ sẽ cảm thấy họ cái tâm họ yên lặng hơn, yeah, thoải mái. Họ thoải mái rồi thì họ sẽ ấy. Thì con cũng muốn hòa như gió, mà ở đâu khắp nơi đều có gió, cho nên trước tiên mình phải phát cái tâm đó. Rồi phát cái tâm rằng cho dù như thế nào đi chăng nữa thì mình phải phát cái tâm, mình phải cầu mong cho mọi người hạnh phúc trước đã. Thì mình phát cái tâm đó trước rồi mình mới sau này mới đạt sao á chú Nam. Yeah. Mình phát cái tâm như vậy rồi mai mốt mình vẫn còn sân nha. Thí dụ mình có sân lên, mình mới biết rằng mình đã từng phát tâm như thế, mình đã từng nói với lòng mình như thế, nhưng mà tại sao hôm nay mình lại như thế? Lúc đó mình mới biết rằng mình đã không xứng đáng nữa. Yeah. Mình thấy mình cứ còn như vậy hoài đó, thì mình phát cái tâm để cho mình biết rằng mình học không có tiến bộ hay không á. Yeah. Ví dụ hồi đó trong một ngày mà con cứ sân lên mà, hay là con buồn vui mà cái buồn vui đó nó chiếm lấy con suốt cả một ngày đi, nhưng mà bây giờ một ngày nó là 8 tiếng mà bây giờ nó còn có 7 tiếng thì con cảm thấy nó đạt chưa tốt. Bây giờ con cho nó còn 6 tiếng 5 tiếng rồi, bây giờ nó chỉ còn 15 phút. Nhưng mà 15 phút đó trong một ngày, 15 phút đó có khi nó khởi lên trong một phút thôi nó khởi lên mấy chục cái giận hờn trong đó, cái buồn vui, cái lo lắng, mọi chuyện á nó khởi lên rất là nhiều. Một giây thôi là mình vừa nói chuyện chứ nó khởi lên, nó hết cái suy nghĩ này tới cái suy nghĩ khác à. Yeah. Nó dập tới trong cái suy nghĩ của mình á. Nhưng mà mình hiểu được đó rồi thì lúc đó mình biết thì ra những cái suy nghĩ này nó không có được mà ấy, rồi mình bỏ nó hết. Và cái cuối cùng của mình chỉ có suy nghĩ về cái việc thấy biết như thật ngay trước mắt thôi, con thấy gì con nói cái đó. Yeah. Dạ. Con thấy gì con suy nghĩ cái đó theo lời dạy thôi. Yeah. Dạ. Dạ con chú anh chị ơi, thì sau khi mà hai thầy trò ngồi nói chuyện tâm sự đó, thì dung là khi mà ví dụ như là cái những cái video mà giữa Nam và sư Minh Không mà thường thường hay tâm sự á, thật sự chắc chắn một điều là cô chú anh chị mình ai cũng thương hết nha. Những cái comment đó thì trong suốt thời gian vừa qua thì lâu lâu Nam ghé thăm sư Minh Không một lần, thì Nam cũng chia sẻ ngồi nói chuyện mà bình thường như mọi ngày, giống như là những câu chuyện mà sư Minh Không vừa chia sẻ, thì Nam cũng cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Luôn lúc nào cũng dõi theo hình bóng một người sư, hình dáng hình nhỏ rất là nhỏ con, giống như là sư. Yeah. Sư phụ gì đó cô chú chị, nó thẳng như vậy, dáng sư Minh Không có thể là nhỏ hơn sư phụ nữa chứ, con là nhỏ nhất luôn á. Dạ. Nhỏ nhất ở trong mà các huynh đệ á. Dạ, cũng thấy là. Dạ. Sư phụ nhỏ, thấy sư nhỏ, thấy nhỏ hơn sư phụ nữa. Dạ. Đó, đâu đó giờ còn khoảng cơ, mình nói hơi quá chắc khoảng có 42 kg. Hồi trước á, con coi trong mà kinh Nhân Quả á. Dạ. Chú biết mà do nhân duyên mà tại sao con nhỏ con á, là do đời trước á. Dạ. Cái này là con coi trong kinh nha, chứ. Dạ. Con không có tiên truyền như vậy, là con đời trước con đọc sách, đọc kinh á, hay. Dạ. Bỏ dưới đất. Dạ. Và cho nên đời này lùng nhỏ con. Dạ. Dạ, cũng như là con học tập mà không có tiến bộ mà mình còn giải đại đó, mình. Dạ. Phóng vật mình bỏ kinh kệ, không có tôn trọng kinh sách đó. Yeah. Mình bỏ dưới đất, thì cho nên kiếp này nhỏ con vậy đó. Đã. Yeah. Con coi trong cái đó, nhưng mà con đọc xong khúc đó con vẫn tự hoan hỷ. Yeah. Thấy mình hạnh phúc. Yeah. Thì riêng về sư Minh Không á, thì Nam tiếp xúc cũng khá là nhiều, nếu mà nói nhiều nhất á, là em Việt là. Yeah. là người tiếp xúc với sư Minh Không là thời gian trước là hình như là 24/24 hả, chứ ngày nào cũng có. Chú Việt thì cũng lâu chú Việt lại vậy đó, ba bốn bữa thì chú Việt lại một lần, ba bốn bữa chú Việt lại một lần, năm bảy bữa vậy đó. Yeah. Nhưng mà con cũng chúc cho chú Việt có sức khỏe và hạnh phúc và lo trong cái công việc của mình, mỗi người mỗi cái duyên. Yeah. Thì chú làm trong cái công việc đó thì con thì học tập cho công việc này, nhưng mà mình gặp nhau đều là cái duyên cả, cũng. Yeah. Như một bao lúa mà khi mà họ đem ra họ ủ chung mà để lên cái hạt chung mà để rải chung mà lên mà mọc chung cùng cái cây, hai cây sát bên nữa, thì cái đó nó cũng hiếm đúng không chú Nam? Thì mình trong cuộc sống này thì con chú gặp nhau, nhưng mà con cũng thôi chúc chú sức khỏe. Nói tới em Việt
chiếc xe của con là mới đem về hồi sáng, là việc nó đem về cho con á. Dạ. Là từ Gia Lai về. Dạ. Là hôm qua là nó mới lấy xe của con là đem cái xe đò. Dạ. Việc với chiếc xe con hai đi xe đò về. Là bữa nay hồi sáng là định là con đi qua bên Đồng Tháp. Dạ. Với Việt luôn, nhưng mà con không có đi được, cho nên là con nói Việt anh không có qua Đồng Tháp được, con sớm quá. Thì Việt kêu nếu anh không đi về qua Đồng Tháp thì thôi em về An Giang luôn. Dạ. Đó, thì bữa nay là chắc giờ này là Việt nó về tới An Giang rồi. Như chú Ram thấy con giờ con học tập như thế này á, thì cái thứ nhất là con phải cố gắng như thế nào mà làm cho, thứ nhất là cái mà cái quá khứ á. Dạ. Mình lo lắng cái gì á, mình mới suy nghĩ về quá khứ. Dạ. Hoặc là mình mong cầu cái gì đó, mình muốn kiếm lại cái niềm vui gì ở trong quá khứ, mình mới suy nghĩ về nó thôi. Dạ. Chứ không ấy mình không bao giờ mình tìm gì nữa. Mình lúc nào mình cũng muốn những cái thứ tốt đẹp cho mình không à. Còn cái tương lai cũng vậy, do mình mong cầu, mình mơ tới cái tương lai. Ví dụ con cầm tờ giấy số đi, con nghĩ ai tờ giấy số này chiều chúng à, tự nhiên cái mình vui. Dạ. Thì cho nên nó như vậy. Thì con hai cái đó, ví dụ là đúng hay sai, có hay không, hay là cái này kia, con giờ con học tập, con chỉ muốn mình như thế nào, mình không có mà để cho mình ấy nữa, ấy chú Nam. Yeah. Cứ mà đúng hay không đúng, đúng hay không đúng, mình tối ngày mình cứ suy nghĩ cái người đó đúng hay sai, sai hay đúng, cứ tối ngày mình cứ suy nghĩ họ không à. Vậy thì chừng nào mình lo được cho mình. Yeah. Ví dụ như cái người đó họ đã nói nặng mình một câu đi, mà bây giờ mình họ nói rồi thì thôi mình bỏ đi, mình yeah. mình còn để trong lòng mình chứ, mà mình để trong lòng mình tới ngày hôm nay rồi mình đem ra mình nói nữa, vậy thì mấy ngày kia tới bây giờ thì chắc là cái người đó còn tiềm ẩn trong lòng mình. Yeah. Luôn cả mà cái câu nói của họ không mà họ làm cho mình lay động tới ngày hôm nay, mình vẫn lôi ra mình nói nữa, vậy thì mình đâu có làm chủ được mình. Yeah. Chỉ một câu nói của họ thôi mà họ làm chủ được mình đó. Cho nên những cái điều đó thì con phải bỏ luôn những cái đó, những yeah. cái ý niệm đó. Cho nên mình chỉ có một cái riêng giây phút này, ví dụ như mình nói xong thì thôi, cái gì yeah. mình ấy đi, chứ bây giờ để lại nó không có được, nó chỉ thêm mà cái phiền não của chú yeah. Nam thì nó không có tiến bộ. Riêng về sư Minh Không nha, Nam hôm nay Nam cũng chia sẻ cho cô chú anh chị mình biết luôn. Những lúc mà chàng Nam với sư Minh Không mà ngồi nói chuyện mà không có quay video nha, là có thể những cái yeah. nói chuyện nó còn nhiều hơn những cái video mà hai trò mình mà yeah. quay. Đó. Nhiều khi xuống có khi một ngày đó Nam không quay mà hai thầy trò ngồi nói chuyện. Nói chung là yeah. mỗi lần mà xuống sư Minh Không là hai thầy trò nói chuyện nhiều lắm. Chứ ngồi giống như là nói chuyện một cách nói chung là vừa là hai thầy trò giống như là giữa hai người bạn vậy đó. Nói yeah. chuyện rất là nhiều, rất là thoải mái. Rồi cũng tâm sự nè, rồi góp ý, rồi giống như là mình chia sẻ. Nói chung là nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Nhưng mà không thể nào mà mình nói ra hết được trên video này. Nhưng mà những cái đó cũng là một cái gì đó trong lòng của con, chung khó quên lắm. Những lúc mà hai thầy trò nói chuyện. Yeah. Nhất là ở đằng Bụi Tre hay chúng nhiều nơi, là bên khu Nghĩa Địa, chung yeah. là nói chuyện nhiều lắm. Những cái lời nói của con là chia sẻ từ những cái lời mà nói chung là nó rất là đơn giản vậy, nói chung con chia sẻ những điều thật lòng cả. Còn mà tại vì con hiểu á chú Nam. Dạ. Trong khi mà con nói chuyện với chú có cái khác, nó suy nghĩ vô con biết. Ví dụ như con đang nói chuyện với chú mà tại sao cái chuyện hồi bữa hôm kia mà nó lại hiện ở đây, tại sao mình lại nhớ cái điều đó. Dạ. Mình nhớ cái điều đó, chẳng lẽ cái điều đó bây giờ nó muốn làm chủ mình cái giây phút này à? Đúng không? Yeah. Nếu nó không muốn làm chủ mình thì tại sao nó hiện lên, mình không có mà loại bỏ nó ra được. Cho nên chỉ có cái hiện tại thôi. Chỉ có cái hiện tại con nói chuyện với chú và con tôn trọng chú, cho nên cái điều đó, cái hiện tại này nó là có thật. Yeah. Còn mà con nói chuyện với chú mà cái chuyện hôm qua hôm kia mà con cứ nhớ đến nó, nhiều khi mà con cứ nhớ nhiều đến chuyện á thì con làm cho con mơ hồ đi. Yeah. Con không tập trung vào được một cái vấn đề giả thiết đó. Yeah. Còn làm cho con bỏ đi hết những cái đó thì con có thể tập trung và con có thể nói nó một cách rõ hơn. Yeah. Yeah. Đó, thì trên một cái video ngày hôm qua thì có một cái chị khán giả, là chị đó cũng ở như là ở Tiền Giang. Yeah. Nhưng mà chị mới nói bình luận như thế này nè, một thời gian tới nữa là chị về nước, là chị sẽ tìm sư Minh Không để gặp sư Minh Không.
Nhưng đến thăm Sư Minh Không đó cô chú chị, thì mà một lần nữa thì Nam cũng cảm ơn chị đó rất là nhiều, cũng cùng quê Sư Minh Không nhưng mà hình như là đang sống nước ngoài đó. Nghe chị chia sẻ là một thời gian tới nữa là chị về nước mà không biết ở nước nào thôi đó, thì chị có bình luận ở trên đó. Thì nếu mà chị có xem được video của chàng Nam á, thì bữa nay thì thấy hai thầy trò ngồi nói chuyện thì chị chắc cũng vui. Không phải riêng chị mà cũng tất cả những khán giả khác, ông bà cô bác cũng rất là vui khi mà giữa Nam và Sư Minh Không ngồi trò chuyện như thế này. Nói chung rất là hạnh phúc với cô chú chị. Và thì cũng lâu rồi cô chú chị mình cũng không thấy cái bước chân của Sư Minh Không đi khất thực. Thì có thể là ngày mai Nam sẽ xin phép sư quay một clip buổi sáng khi đi khất thực xong rồi Nam sẽ đi Vĩnh Long. Đó, thì một vài hôm thì Nam có thể Nam về rồi Nam ghé thăm Sư Minh Không buổi rồi Nam sẽ về Sài Gòn. Thì trước mắt là như vậy, cho nên là lý do là Nam không có đi Đồng Tháp rồi như vậy, tại vì Nam xuống đổi lịch lại là xuống tới Vĩnh Long là quay lại. Thì qua cái video này thì Nam cũng xin kính chúc cho tất cả cô chú anh chị mình trên kênh khán giả của chàng Nam và kênh Fanta TV thì thật nhiều sức khỏe và an lành và hạnh phúc, và con cũng chúc sư luôn luôn tinh tấn giống như là trước sau như một khi mà đã quyết định là đi theo hạnh Đầu Đà. Thì luôn luôn nào cũng tinh tấn, thì như vậy thì một ngày nào đó thì cũng sẽ hữu duyên sẽ gặp được sư huynh đệ nè, hoặc là sư minh tệ đó. Thì mình đâu biết được cái tương lai nó như thế nào đâu. Nếu mà thì con con những cái điều mà những cái mà con ấy á, thì con nhiều khi con không có mà nhắc hay là nói gì đến thầy nhiều. Nhưng mà nói hay nhắc gì nó cũng là nó cũng ra ngoài đó, nó nằm ở đó. Cái lời nói của mình á, nó nói ra đó thì nó cũng vậy thôi, quan trọng cái tâm của con suy nghĩ như thế nào. Thì lúc nào con cũng để và cất và xem đó là hạnh phúc. Và con trân trọng hạnh phúc đó từ rất lâu rồi, từ trước khi mà con học tập nữa. Chứ không phải mà ấy, thì đối với con hạnh phúc đó giờ con đang cất và con cũng đang giữ nó, thì hạnh phúc đó chính là cái mà sự mà quý mến của con đối với thầy. Thì con chỉ vài câu đó thôi. Nếu mà con cứ ngày nào cũng mà lên mạng nói cái này cái kia gì thầy đó, hay là nhắc hay là nói gì vấn đề đó, thì con nghĩ sẽ cũng không có tốt cho thầy lắm. Tại vì mình học tập như thế này rồi, mình thầy hay là ai đâu có nhận đệ tử hay là gì đâu. Mà mình cứ mà như thế hoài mất công, nó nói mình mọi người do thầy mà tụi con mới học tập á. Cho nên con thương và mình biết mình hiểu như thế thôi, chứ mình không có mà nói ra. Con cũng xin phép kết thúc video và cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã dõi theo bước chân của những cái video của chàng Nam, cũng giống như nhờ những cái video về sư Minh Không và những sư khác mà khi mà Nam đủ duyên đó cô chú anh chị. Thì một lần nữa thì kính chúc cho tất cả cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Cảm ơn các bạn.